Mới đây tại Ủy ban nhân dân xã Tể Lỗ, Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Nhiệt đới đã phối hợp với Hội nông dân huyện Yên Lạc và xã Tể Lỗ tổ chức tham quan đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất giống bí đỏ F1 Plato 757 vụ đông năm 2013. Giống bí đỏ én vàng được bà con các địa phương đánh giá nhận xét là giống bí thích ứng rộng, đem lại hiệu quả cao. Giống có tính năng vượt trội và cho năng suất đạt cao hơn khi so sánh với giống bí trồng đối chứng trên đồng đất địa phương. Giống có thời gian sinh trưởng và phát triển ngắn, trái đẹp, hình hạt đậu, độ đồng đều cao, trái đặc ruột, thịt dày, màu vàng cam, có mùi thơm nhẹ. Đặc biệt, giống bí đỏ én vàng còn có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, khả năng đậu trái cao, trung bình đạt từ 3 đến 4 trái một gốc, tương đương 2,5 đến 3 tấn 1.000 m2. Huyện Yên Lạc mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục được Hội nông dân tỉnh, Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Nhiệt đới quan tâm, tạo điều kiện cho bà con nông dân chuyển đổi một số giống có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, giúp người dân nâng cao thu nhập trên đồng ruộng, cũng như góp phần vào thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.